Tính thế nào mới chuẩn? Đi đâu em thế nhỉ? Hai anh em đang làm gì đây? Anh ngắm tí anh. Có gì đâu. Thế dự án xong xuôi hết rồi à? Xong xuôi, hoàn thành công việc tốt anh. Anh nhớ cái này, hôm vừa rồi ấy, trong hai thằng mày ấy, thì là thằng nào đứng lên bảo vệ cái khối lượng của cái đất đắp ở hố móng ấy nhỉ? Dạ. Mà các anh tư vấn là khen lắm. Ủa chứ, cái gì mà khen thì em xin nhận. Thế à? Dạ. 10 xe của tao, mà thằng đó là bảo vệ có 6 xe. À bảo vệ tiếp à? Thế thằng này. Thực tế ngoài đổ 10 xe mới đầy, mà mày tính như nào, bảo vệ thế nào mà có 6 xe? Làm ăn thế à? Tao thuê thằng chính quy về để bảo vệ lên chứ, thế bảo vệ xuống à? Hả? Nhưng mà em tính toán đúng mà. Thôi, mày đã bắt đầu mang tích phân, mang giáo trình ra để mày nói đấy. Tao không nghe mày nữa, tao trừ hết cái lương. Anh ơi, em vẫn không phục vụ sếp như vậy à? Thế mày không phục chỗ nào thì nói anh nghe. Anh xem, em đầu tư bao nhiêu tiền đi học khóa học của anh Master Cái Sủ để về vẽ cái hố móng ấy rồi. Tính thể tích không sai vào đâu được. Hiểu sao mày vẫn chửi em? Mày tính như nào? Thì cái thể tích đất đắp hố đào ấy bằng cái thể tích hố móng trừ đi thể tích móng chiếm chỗ. Thế mày học chính quy kiểu gì ấy? Mày có tin là tao chẳng mày lên xe chở xuống Cà Mau không? Ủa, sai chỗ nào ấy? Anh giải thích hộ em cái. Đây rồi. Bây giờ cơm đằng nào mày không ăn, mày san sẻ cho anh. Đây là. Rồi. Mày đã thấy đầy chưa? Hả? Đây rồi. Anh vẫn đói và anh vẫn thấy chưa đầy. Vẫn cảm thấy là vẫn thêm được. Đã đầy chưa? Đầy rồi. Tao vẫn thấy chưa đầy. Vẫn thêm được. Rồi. Bây giờ mày hình dung cái bát cơm này nó giống cái hố đặc. Nhưng mày đã hiểu ra vấn đề chưa? Em hiểu rồi. Nhưng mày hiểu như nào mày nói anh nghe thế nào? Đơn giản. Thể tích đất đắp hố đào phụ thuộc vào bát cơm và độ đói của anh Méo. Đúng như anh.